Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Vinac Thủ Đức chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn mẫu vòng cầu AC-509VN. Đây là vòng cầu một khối mới nhất và có giá tiền thấp nhất của Vinac. Trên sản phẩm thì nó có in rõ cái mặt sản phẩm, và vòng cầu này thì có trang bị men Alpha Ceramic. Đây là vòng cầu trang bị nắp đóng êm. Và cái chức năng xạ của cái dòng bồn cầu 595 này á, thì nó vừa xạ thẳng vừa xạ xoáy, kết hợp xạ xoáy. Cái công nghệ này là công nghệ mới của Vinac. Chúng ta xem thêm cái bên hông cầu thì thiết kế tương đối là đẹp mắt và nhìn nhỏ gọn. Cái này phù hợp cho những cái nhà vệ sinh có cái diện tích nó nhỏ. Đây, hai chế độ xạ. Xạ 4,5 lít và 6,5 lít. Quý khách cần liên lạc mua sản phẩm này có thể liên lạc cho chúng tôi theo thông tin dưới đường Velolink, hoặc xem thêm chi tiết sản phẩm ở phần mô tả. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp.